rớt nước mắt trước lời tâm sự mà anh trai Trường Giang dành cho em trai và em dâu mình. Sau đám cưới quốc dân Trường Giang nhà Phương, anh trai của nam danh hài đã có những đôi lời tâm sự rất dạt dào cảm xúc dành cho em trai và em dâu mình. Trong mấy ngày nay, đám cưới cặp đôi Trường Giang nhà Phương là một sự kiện nóng thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông và dư luận. Đám cưới diễn ra hết sức long trọng, sang chảnh với sự góp mặt của dàn sao khủng. Ngày vui này cũng ngập tràn những khoảnh khắc cảm động đẹp đẽ của cặp đôi. Gần đây trên trang cá nhân của mình, anh trai Trường Giang đã có đôi lời tâm sự dành cho em trai và em dâu. Anh mượn hình ảnh đám mây lúc đen lúc trắng tại đám cưới để có đôi lời nhắn nhủ đến cặp vợ chồng son. Anh viết: anh mong hai đứa nhìn vào những hình ảnh của hôm đó để sống cuộc đời còn lại của mình với chỉ toàn mây trắng mà thôi. Có thể nói đám mây đen và trắng là hai trạng thái thời tiết khác nhau. Sau khi trời âm u, mưa gió thì ngày nắng đẹp đẽ sẽ đến. Có lẽ anh trai muốn nam danh hài và vợ của mình vẫn bước trong cuộc sống hôn nhân này. Bởi có được ngày hôm nay, cặp đôi đã trải qua biết bao phong ba bão táp và cuối cùng đã có một cái kết đẹp trong sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Đám cưới Trường Giang nhà Phương được trang trí bởi những đám mây vô cùng ảo diệu và bắt mắt.